các bạn có thích đi trên những con đường như thế này không các bạn? Còn Hoàng Kim với Gia Hân thì rất là thích hoa luôn đó. Bạn nào thích giống Hoàng Kim thì hãy bấm like và bấm đăng ký ủng hộ cho Hoàng Kim nghe. Đó, để kho cá ăn cũng ngon lắm đó. Trái cà na nha, hoặc là cà na ngâm cũng ngon lắm nha. Mình thì rất là thích loại mà chấm muối ăn rất là ngon. Các bạn có thể ăn được mấy trái cà na này, các bạn hãy bình luận ở dưới nha các bạn. Và đây là thành quả chiều nay. Wow, các con đường này nhiều hoa quá các con ơi. Gần tới nhà ngoại rồi, có cái con đường này quá trời đẹp luôn nè. Ở dưới là cánh đồng lúa đó, còn ở trên này thì người ta trồng rất là nhiều hoa, cho nên nhìn con đường nó rất là đẹp và thơ mộng nha. Mẹ ơi, ở đây có nhiều hoa quá, mình hái một bông chơi đi mẹ. Oh no. Ở đây có rất là nhiều hoa, nhưng là tất cả hoa này đều là do người ta trồng hết con ơi, cho nên mình không có được hái nha. Hình như những bông hoa này có tên là hoa nhái thì phải. Các bạn có biết hoa gì không? Các bạn hãy bình luận ở dưới giúp mình với nghe. Các bạn có thích đi trên những con đường như thế này không các bạn? Còn Hoàng Kim với Gia Hân thì rất là thích hoa luôn đó. Bạn nào thích giống Hoàng Kim thì hãy bấm like và bấm đăng ký ủng hộ cho Hoàng Kim nghe. Bây giờ ba mẹ con mình ngắm hoa một tí rồi chuẩn bị về thôi các con ơi. Buổi chiều mát mẻ cho nên mấy thằng cháu mình nó rủ mình đi hái cà na nghe. Cà na thì mọc cặp bờ sông rất là nhiều luôn. Bây giờ mấy dì cháu mình sẽ bơi xuồng đi hái thôi. Cà na thì là một trái rất là quen thuộc ở miền Tây mình rồi. Nó có vị chua nhưng mà bắt các bạn chấm muối ăn cũng rất là ngon nghe. Nhiều người còn lấy nó để kho cá ăn cũng ngon lắm đó. Trái cà na người ta còn có thể chế biến ra những cái món giống như là cà na ngào đường, cà mứt cà na, hoặc là cà na ngâm cũng ngon lắm nha. Mình thì rất là thích loại trái này, tuy rằng nó hơi chua nhưng mà chấm muối ăn rất là ngon. Các bạn có thể ăn được mấy trái cà na này, các bạn hãy bình luận ở dưới nha các bạn. Và đây là thành quả chiều nay mấy dì cháu mình hái nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chấm muối ăn cho các bạn xem nè. Cắn như mình thì sẽ hơi găng một chút, nhưng mà mình thích ăn như vậy hơn nha. Các bạn xem nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ mình nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.